Chào tất cả các bạn, mình là Thùy Chi. Mình là Di Linh. Chúng mình có chung niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật trang trí bánh và là đồng sáng lập thương hiệu Vanilla Cake Studio. Vanilla Cake Studio là nơi chúng mình có thể nghiên cứu và sáng tạo các mẫu bánh trên nhiều chất liệu khác nhau. Khóa học bánh quy vẽ icing cookie này cũng là thành quả sau nhiều thời gian nghiên cứu, thử nghiệm và luyện tập của chúng mình. Trang trí bánh quy với đường icing là bộ môn đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận trong từng bước làm. Nếu bạn yêu thích những chiếc bánh quy được trang trí xinh xắn theo nhiều chủ đề cùng tính ứng dụng cao, thì khóa học của chúng mình sẽ cùng bạn khám phá thế giới rực rỡ đầy màu sắc của icing cookie. Từ cách chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, cách trộn bột, cắt bột thành các hình khác nhau theo sở thích, cách đánh đường icing trang trí mịn, bóng phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, những kỹ thuật trang trí icing từ cơ bản đến nâng cao, và những mẹo nhỏ giúp cho việc trang trí bánh quy của bạn trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Không chỉ giới hạn ở các mẫu bánh được học trong khóa học này, sau khi nắm vững các kiến thức và kỹ thuật cơ bản, các bạn hoàn toàn có thể sáng tạo cho mình những bánh mà mình yêu thích. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước vào bài học đầu tiên.